Đỗ xe anh vứt cả buổi ấy, thì cái xe nào khi mà nó vào cũng nó cũng nóng, nóng. Nhưng mà ấy, nó cái cũng trong phim tốt nhớ ấy hơn. là khi mà anh đỗ xe anh vào xe cảm giác nó dịu, nó không hợp 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 này. Mà đi ví dụ như là cái phim tốt này, anh dán phim tốt nhá, thì đi ví dụ anh đi cao tốc đi dài đi 2 3 tiếng ấy, anh nắng ấy, thì là nó cảm giác trên khu vực này nó không bị rát, cái phim kia không bị rát, 3M dán không đi không được rát. Và phim này đi mà trời nắng thì nó đây nó không nắng, nắng 30 40 độ C đi kia rất là nóng. Khẳng định với anh là cái chỉ số này là cái nó tầm 80% này, khi mà anh dán xong cái kia nó lên tận 97% mà nó sẽ khác biệt, nó sẽ mát hơn hoàn toàn. Bởi vì là cái tất cả các dòng mà dán phim từ hãng mà được tặng cho bọn em bốc đi dán lại, kể cả cái ông dòng Mazda này này, đa số mọi người nếu mà đi rồi mua xe mới là toàn đi bốc đi dán lại thôi. Một là nếu mà anh muốn tốt hẳn ấy, xe xác định sử dụng gia đình lâu dài, anh dán là toàn bộ phim 3M. Hai là mình có thể dán kính lái phim 3M, kính sườn mình dán cái loại khác thì nó vẫn là đảm bảo cho mình. Thì ở chi phí nó sẽ giảm một chút, nhưng mà nếu mà dán được dán 3M là tốt nhất. 3M hiện tại nó là dòng phim kinh nhật là tốt đứng đầu về chất lượng, bảo hành cho anh 10 năm. 3M thì nó ngon rồi. Chung dán chung một mã đâu. Không phải lo bên quận. Cái đấy em đo là kính lái chính là Lúc sao? em đo là kính lái, nhưng mà kính sườn là kính khác. Kính sườn là cái mã CR20, tức là mã kính sườn riêng. Bởi vì cái tấm kính 3M nó giá trị cao, và mới lại là dán cái dòng 3M rất là khó. Chỉ cần hơi sơ sẩy mà bị gãy phim hay là phải dán lại. Này dán tầm bao lâu em? Xe anh bốc đi dán lại mới tầm hơn tiếng ạ. 1 tiếng rưỡi. Bóc đi dán lại vệ sinh sạch sẽ keo rồi nó Mình là sẽ giảm hơn rất nhiều. giảm hơn. Nếu mà khẳng định với anh là bây giờ như này, em đo là đo cái kính sườn này, đa số là tất cả ví dụ tất cả từ phim từ hãng mà ra dán ấy là người ta sẽ dán chung một gói một loại phim. Thì ví dụ như cái chất lượng này em đang đo là ở mức trung bình thì cái thằng này thì cũng như vậy thôi đấy. Trừ khi mà cái phim này mà đi dán lại, phim này đi dán lại rồi nhá, mà dán 3M, thông thường 3M nó sẽ có logo 3M ở đây, nếu mà dán lại Thế nếu đấy. mà dán phim chị là 3M nó sẽ có logo ở Có bên logo đấy. ở đây, có logo, logo đấy thì có thể tẩy được nhưng mà nhiều người vẫn là để. Nhưng mà em khẳng định với thời tiết mà anh đi 30 C mà nóng thì là chắc chắn là phim là không có chuyện phim xịn rồi. Với lại là đa số nếu mà Santa Fe như bọn em làm, người ta dán là dán đa số là dán lại cả xe hết. Đấy, chứ còn nếu mà ít người ta đi dán lại mỗi cái tấm kính lái này đó, anh cứ dán lại tấm kính lái trước đi, anh đi xong rồi đấy cảm thấy nó ok anh dán sườn sau.